Bây giờ cái vụ mà thuốc điện tử nó phát triển quý vị, nó đầu độc trẻ em đi học nguy hiểm chứ. Mà Bộ Y tế người ta thí nghiệm giữa thuốc điện tử và thuốc bình thường. Nó nói rằng hút thuốc điện tử đặng bỏ thuốc bình thường. Nhưng hôm qua như Đức nghe câu nói khả năng của thuốc điện tử mà hút, khả năng mà phát ung thư phát triển hơn 15 lần thuốc kia. Hơn 15 lần á. Thì nghĩ đi. Nhưng mà bây giờ con nít hút thuốc điện tử nhiều lắm quý vị, đi học á. Nghĩ thuốc điện tử không có gì chứ. Thuốc điện tử có một lần Nhật Quang ông đi trên xe. Cái thằng nhỏ nó cầm thuốc điện tử nó hút. Nhưng quen nói con còn nhỏ xíu hút thuốc điện tử làm chi con. Dạ tôi thầy thuốc điện tử hút có ghiền. Thầy thích không hút ngao thử. Thế bị coi nó vừa hết gói này nó hút gói kia mà nó không ghiền. Đúng là ghê ha. Hết gói này tới gói kia nó hút liền 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 nhưng mà không ghiền. Nó tác hại lớn dữ lắm đó. Cực kỳ lớn luôn bởi vì không? Cái nghiệp chúng sanh càng ngày càng nặng. Bây giờ nó phát triển nhiều thứ độc tố để mà nó hại con người. Nó làm cho con người mất ý chí vậy. Những con người đời sau này nè là tuổi trẻ mất ý chí. Quý vị coi kiểm kiểm con trai mình đi. Cái ý chí của thanh niên bây giờ và thanh niên ngày xưa phải là thanh niên bây giờ cái ý chí nó bị mất không quý vị? Ăn chơi game rồi ăn chơi nhậu nhẹt rồi hút thuốc điện tử, hàng đá, toàn là những cái trò chơi mất ý chí không quý vị? Con người không có cái ý chí vượt lên chính mình. Cuối cùng là quý vị biết rằng là mất ý chí. Đó, thấy không? Loài người càng ngày mất ý chí để vì nhân sinh. Mà con người càng ngày cái tâm vì mình nhiều quá, không có biết vì người. Nên cái nghiệp duyên chúng ta trong cõi đời này nè, càng ngày càng tăng cái nghiệp lên. Nên những cái đời sau này của những đứa nhỏ này nè, là con người càng ngày càng khổ vì vật chất. Mà nhỏ này mà còn ngồi ở đây được nghe, không có đơn giản đâu. Nít này không phải nít bình thường. Thấy chưa? Nít mà ngồi gì là không đơn giản đâu. Nó giống nghe ngồi đó. Nó xíu xíu ngồi kìa. Lú đầu lên kìa. Nó cầm mặn đồ ăn chơi. Nhưng mà ngộ nó thích những đứa gặp lại chạy theo à. Thấy không? Thích mình nó ngồi nghe chứ. Thấy mình nói chuyện vui á, cho nó ăn đồ nó phá. Nó chứ gặp mình mà kinh kênh có khó nó chạy mất dép chứ. Con nít á, dụ như quý vị thương nó thì nó thích quý vị. Mình gầy dựng một năm nó thương mình. Vì chữ nó lần một bỏ quý vị. Giống như cái ông đó nuôi nguyên đàn vịt. Bữa nào có lợi cho vịt ăn. Ông vừa đến cái vịt chạy lên nó mừng thấy ghê. Có một lần nọ bạn ông đến ông bắt con vịt bằng thịt ăn. Ông lỡ bắt con vịt bằng thịt. Sáng mai ông đem đồ ăn đến vịt nó đứng từ xa không. Đứng từ xa nó cứ lắc 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 đầu vậy nè. Nó không dám đến gần như những ngày tha ngày trước. Kinh khủng không? Vậy thì cái con vật nó biết hết trơn. Ông này ông thương mình ghê mà bữa nay tại sao tự nhiên bắt bằng thịt hết người bạn của mình ơi. Ông này vậy là không đáng tin rồi. Ghê quá. Nên mình bây giờ lỡ ăn nhưng mà phải tránh xa ổng. Đến gần ổng bắt mình sao? Thấy chưa? Nó mình đối với con vật mà phải giữ chữ tín nó thấy ghê không? Mình không giữ chữ tín nó vẫn nghi ngờ mình đó. Không gì đối với con người. Con người mà mất đi chữ tín thì thua. Không có cơ hội lập được sự nghiệp đâu. Nên những đức nói rằng là những đức đi tu là những đức đã thay đổi số mệnh. Nó lập được ba cái gốc quý vị. Nói thật. Cố gắng làm. Thấy không? Dù nghèo đói, tuyệt đối không có trộm cắp của ai. Hai ha. Nhất định phải có tâm lễ kính. Nhớ. Bây giờ quý vị lễ kính Phật Bồ Tát bằng cái gì? Bằng quý vị học đạo cố gắng. Từ cái hình tướng của mình để đem đạo pháp giới thiệu. Thấy không? Mà người ta nhìn mình ta muốn tu nghe. Đó là cái gì? Mình vui vẻ, mình dễ tính, mình an lạc. Cái gì mình sai người ta nhắc mình sửa.
Mình làm được những điều đó là tự nhiên con người mình nó an lạc liền. Những đức nói đạo pháp nó hay quá, vì sao mình không học? Bây giờ những đức điển hình, mình nói thiệt chứ, trong gia đình mình có người tu, nhà mình 6-7 anh em mà trong nhà có người tu, cái người đi tu nó hơn người trong nhà. Những đức thấy rõ ràng hơn người trong nhà hết trơn, quý vị ơi. Nó thí dụ như ở đây những quan đi tu đi, anh chị ổng sao bằng ổng được, thấy chưa? Mình ổng đi tu bây giờ cả gia đình ta vô chùa. Còn quý vị coi như anh chị những đức nhìn giống dưới những đức, dù là một mẹ sinh ra, nhưng mà những đức đi tu rồi nhìn những đức với họ nó khác nhiều lắm quý vị ơi. Nó không có giống như là mà y rang đờ, mà giống như là mình nhìn mình với họ nó hoàn toàn khác. Từ cái tâm và từ sự tư duy, từ cái ý nghĩ, tự nhiên mình đi tu nó khác nha quý vị. Đó là hai. Những đức ngày xưa trên kia thầy giác nhàn, những đức bên cạnh thầy đi tu, tất cả anh chị của thầy đâu có ai bằng thầy đâu, nhìn không có ai bằng thầy chứ á. Nhìn từ là cái hình tướng thì giống, nhưng mà họ không có giống với thầy hoàn toàn, thấy không? Hình tướng của thầy đẹp hơn người ta, phúc báo lớn hơn, thấy không? Người đi tu thấy cái đặc biệt không? Đó, rõ ràng luôn. Bây giờ điển hình nè, như hòa thượng mình ngày đi tu, nếu như hòa thượng mình ngày không đi tu mà ngày có gia đình, sao hòa thượng làm được cái chuyện lớn lao gì trong cuộc đời? Mà bây giờ cả dòng họ hòa thượng đều là nhờ cái đức của hòa thượng, nhờ đức hòa thượng chứ gì. Quý vị coi đám dỗ cha mẹ là toàn là tụng kinh niệm Phật đúng không? Cái đức hòa thượng, bây giờ cha mẹ ta sinh được một đứa con làm việc lớn lao trong cuộc đời. Nên những đức kiểm định những chỗ này rồi, những đức nói thì ra là con người phàm phu chúng ta không có nhìn ra Phật pháp quý vị ơi. Phật pháp này là báo vật nè. Trong Phật pháp này dạy con người ta thành đạt lớn, dạy thành đạt lớn. Quý vị coi những đức học lớp 3 học cái gì để thành đạt? Bây giờ nếu như những đức ngoài đời có của cải nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì cũng giỏi lắm, nuôi vợ rồi nhậu nhẹt, nuôi con nhậu nhẹt hư hỏng vậy thôi, ăn chơi vậy thôi, đúng không? Thành đạt cái gì? Vậy mà không ngờ những đức gặp Phật pháp, những đức sửa lại. Vậy mà bây giờ những đức lo cho 1.800 người được. Cái này là ngoài sức tưởng tượng luôn. Xin thưa quý vị, tại sao những đức ưa nhắc chỗ này quý vị? Vì những đức muốn nêu lên Phật pháp nó tốt quá, Phật pháp nó thù thắng quá. Trong Phật pháp có phương pháp để con người thế gian lập nghiệp, và con người muốn đạt được cái cảnh giới xuất thế gian, trong Phật pháp có đầy đủ hết trơn luôn. Con người chỉ cần chăng thật tỉ mỉ nhìn nhận Phật pháp là quý vị biết rằng trong Phật pháp này thay đổi số mệnh con người. Con người này có nghèo khổ cỡ nào, có đau bệnh cỡ nào cũng thay đổi được số mệnh. Trong Phật pháp dạy được, dạy con người ta đổi số mệnh. Nhớ nè, ba cái gốc quan trọng. Nói thật, không tham, lễ kính. Ba cái gốc này nhất định phải làm. Rồi trong Phật pháp lại dạy người phụ nữ là mẹ, làm mẹ ngon lành luôn. Những đức thấy rõ ràng luôn, nếu người phụ nữ mà không được dạy làm mẹ, người phụ nữ sẽ không biết làm mẹ đâu quý vị. Không có biết làm mẹ, có nghĩa là chỉ biết sanh con nuôi con vậy thôi chứ không biết làm mẹ. Tại vì sao? Vì họ không có cái lễ sao làm mẹ, không biết lễ phép sao làm mẹ, không biết giáo dục sao làm mẹ. Làm mẹ là gì? Làm mẹ là dạy con á. Cái vai trò mẹ là dạy con quý vị. Chồng đi kiếm tiền nhưng vợ dạy con, đúng không? Nếu như người phụ nữ mà được dạy là người phụ nữ mới biết làm mẹ. Đây là 100% luôn. Nếu như đất nước chúng ta muốn có những bậc hiền ra đời là ngay người mẹ. Nếu như con gái mà được dạy đàng hoàng là con gái sẽ biết làm mẹ, vì con gái đó sẽ chung thủy với chồng. Con gái sẽ biết dạy con thì con gái đó mới biết làm mẹ. Đây là 100% luôn, nếu quý vị mà chịu để ý một chút. Rồi thêm nữa là người phụ nữ này biết lễ phép. Nói thật nè, không tham nè, lễ phép nè. Vậy thì người phụ nữ này sẽ dạy con y rang luôn. Dạy ra đứa con là sanh ra bao nhiêu dạy y rang vậy luôn. Thì được ba cái gốc này thì quý vị coi, phải mẹ hiền dâu thảo không? Phải không? Đó.
rõ ràng cho Phật pháp dạy đầy đủ hết trơn hoàn toàn luôn, và giúp cho con người thay đổi số mệnh cuộc đời luôn quý vị, và sống an vui, sống tự tại luôn. Chính cuộc đời như Đức đi tu nè, sống an vui tự tại luôn, rõ ràng 100% luôn. Nếu như quý vị mà nhìn nhận Phật pháp này đúng là Phật pháp của ai, bởi vì đạo Phật, Phật là một cái môn giáo dục trí thiện. Nếu như chân thật mà chịu tiếp nhận thì môn giáo dục này quá hay, quá hay luôn. Vừa sống an vui tự tại, nhưng quý vị nhớ nè, đạo Phật nó không có quê mùa, nghe chưa? Học Phật mà quê mùa là sai. Ồ, đạo Phật không có quê mùa đâu. Những đức học Phật thấy rõ ràng trong Phật pháp không có một chút gì quê mùa, mà trong Phật pháp dạy nghe quý vị, nó không có một chút gì tiêu cực luôn. Trong Phật pháp giúp cho con người ta phóng khoáng nè, vui vẻ nè, tâm lượng rộng nè, là trong Phật pháp có góc độ nhìn rất là đẹp luôn. Cái người mà học Phật chân chính đó quý vị, cái góc độ nhìn họ, họ nhìn đẹp á, cái góc độ của họ hơn người thường cỡ khoảng 5-6 lần. Cái người mà học Phật họ nhìn cái đẹp hơn người bình thường 5-6 lần. Họ nhìn ra được. Quý vị thấy không? Vậy thì trong Phật pháp mà nếu ai học Phật mà nói mà nhìn mà bèo nhèo, rồi nhìn mà khô khan cằn cỗi, người này không phải học Phật ơi, không có lãnh nhận được Phật pháp rồi. Những đức á, ở trên Đà Lạt ngày xưa có ông huynh đệ mà đi vô chùa tu một lượt chung luôn. Trời ơi, ông siêng tu đừng có nói nữa, ông siêng tu mà có cái bệnh ông ở dơ, không có hiểu Phật pháp. Phật pháp nó mỗi thời cuộc nó khác. Thí dụ như có những người đi, người ta là những bậc cao tăng, người ta làm sao cũng được, còn mình là cái dạng tăng tăng, nó không có chữ cao mà nó tăng tăng nó khác cao tăng. Thì mình vô chùa mình tu thì trước nhất cái hình thức bên ngoài coi được chút đi, sạch sẽ gọn gẽ. Cái ông này ông vô chùa, quý vị biết ông nấu ăn mà từng ở không tắm, một tuần không tắm, râu ria không cạo, tóc ông để dựng lên, áo đồ ông một tuần không thay, mà ông nấu ăn trong bếp, dầu nó bám vô áo ông dày một lớp vậy nè, mặt ông dầu đầy hết. Rồi ông nghe pháp và tự tịnh không, cái câu nào mà hay là ông ghi lại, ông dán lên tường. Hồi xưa ông có một cái phòng riêng, ông nhỏ nhỏ, ông dán đầy xung quanh tường hết trơn, ông dán luôn lóc nhà. Vô phòng ông cái nhìn cái nó xây sẩm mặt mày, nó đi ra. Mà mỗi lần ông ngồi nói chuyện với những đức á, mà ông khoái nói chuyện với mình, tại mình với ông vô một lượt cũng nghe pháp và tự tịnh không, nên khoái đàm đạo với mình. Mỗi lần ông ngồi gần mình cũng làm vậy nè, ông sát sát với mình ông mà ông cứ quẹo đầu này mình quẹo đầu kia. Ông hỏi sao kỳ cục, nói tôi nói thiệt ông chứ ông hôi quá trời hôi, chịu không nổi luôn. Ông sao không tắm đi chứ, chờ sao không tắm đi. Nói trời ơi ông sao ông tu gì đâu mà tôi không có làm được, như ông khổ hạnh chi mà kỳ cục hết, ai mà chịu nổi ông. Trời là trời của mình tôi mà sao ông kiếm tôi nói chuyện hoài, tôi sợ muốn chết. Vì nghĩ như Đức nói mất vậy luôn. Ông nói thôi mọi người có con đường đó, con đường thì con đường, nhưng mà ông qua bên tôi ông chơi với tôi thì ông tắm giùm tôi đi. Tới nào ông về phòng ông thì ông con đường gì kệ ông, nhưng mà ông qua tôi ông nói chuyện với tôi chịu không nổi rồi đó. Sáp sáp vô mình nói chuyện, mình nói tôi ông anh em tôi nói thẳng đó, tôi chịu hết nổi ông. Mà mỗi lần mà tôi thấy ông qua ông đấy, tôi đóng cửa phòng lại, tôi sợ chịu không nổi ông ơi. Bây giờ ông tu kiểu này làm sao ông độ người ta được, gia đình ông mà gặp ông chắc chạy mắt dép quá. Ông vẫn duy trì con đường của ông. Trời ơi, quý vị biết rằng cố gắng rồi mà mỗi lần ông niệm Phật cái mặt ông niệm gì nè. Mình ngồi kế bên mình nói trời sao ông nội này ông niệm Phật cái mặt kỳ cục gần chết. Niệm địa chung cũng làm nè. Trời ơi, ông niệm gì mà thấy ghê vậy trời. Người ta thì bình thường, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, dù người ta có ngủ gục cũng chẳng được, cũng không sao nữa.
Nó gục cũng sao nữa, nhưng mà xong ta gặt lên cái là người ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn ổng làm gì đó. Xong mình hỏi ông tôi thấy ông niệm Phật là ông ngồi gần tôi cũng sợ luôn. Ông niệm cái gì mà cái mặt ông gì, ông nhăn mặt, ông nhâu mà ông làm thế ghê. Ông nói vậy nó mới giúp tâm. Ông dùng ý căn á, ông đè phục á. Giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, cái này đơn giản nhất như hồi sáng nhà Đức giảng. Cái câu Phật hiệu thì giống cái micro, thấy không? Vọng tưởng thì cái tay bên đây, nó lỡ nó đẩy vô cái micro. Nếu như quý vị mà câu Phật hiệu mà của quý vị mà gắt lại thì hai bên đụng, đúng không? Mà Phật có bao giờ đụng với ai không? Phật đâu có đụng. Bên đây là vọng tưởng nó đẩy Phật, đẩy qua gì cái, đẩy qua gì cái thì Phật dạt qua, Phật trở lại. Đẩy qua cái Phật dạt qua, Phật trở lại. Nó đẩy chúng nó mệt quá bỏ đi chỗ khác. Hiểu chưa? Phật là kiên định được nhưng không đụng. Hiểu chưa? Người niệm Phật phải để ý chỗ này nghe. Phải để ý chỗ này đó. Còn mình dùng câu Phật hiệu dặn, đẩy qua đây là nhận mà nhận lại, đè qua đè lại nhau, quýnh lộn một chút, niệm một chút mình buông ra. Trời ơi, mệt quá trời mệt quá. Niệm tiếng mấy mệt quá. Người ta niệm Phật ta phải re, còn mình niệm Phật gì mà mệt kỳ cục vậy? Vì mình quýnh lộn. Mình đem Phật quýnh lộn với vọng tưởng đó mà. Con chả ngồi chả niệm. Thôi cha cho niệm gì đâu. Mai mốt tôi không dám ngồi gần ông luôn. Sao ông cứ theo tôi hoài vậy? Tôi niệm ở đâu cũng đi theo tôi chứ, kỳ cục vậy. Hồi đó trên kia tôi đi niệm ở đâu cũng đi theo tôi với ông vô lượt. Nó thôi thôi vô lượt thôi bây giờ chia tay đi. Mỗi người mỗi lo tu đi. Sao ông theo tôi chịu không nổi ông à. Đi qua nói chuyện tôi sợ mà chết luôn. Bây giờ đi niệm Phật cũng ngồi kế bên. Niệm gì mà kỳ cục đó, cái gì đi. Trời ơi quý vị kinh khủng luôn. Mà ông không có buồn. Tại ông hiểu tính mình. Mình nói cho ông tốt, ông chịu sửa. Ông làm việc đủ siêng năng lắm. Mà ông lo tu dữ lắm. Nhưng mà con cái ông khổ hạnh. Mà khổ kỳ cục. Ngày hư văn người ta một năm chờ người ta không tắm. Đến gần người ta nghe mùi hương chiên đàn. Còn cái ông nội này một tuần lễ ông không tắm. Mình đến gần mình la làng. Khờ luôn. Mình nói chuyện với ông tiếng đồng hồ xong á, là mình đứng lên mình không biết đường đi. Khờ. Người ta nói chuyện với người nào đó tu hành nói xong ta thông minh, người ta có trí tuệ. Nói chuyện với ông này xong mình quên đường gì. Thì cái kiểu hồi xưa cái nhà, cái phòng nhà Đức ở là nó nghiêng qua bên cái hàng rào mà dưới đó là cái vực thẳm. Ngày xưa Tịnh Thất Quan Âm, quý vị biết nó núi mà. Nhà cắt sang sang vô núi rồi dưới vực thẳm không à. Nói chuyện với chả xong, tự nhiên mình leo lên hàng rào. Trời là trời, sao tự nhiên leo lên hàng rào nó nhảy xuống tự tử cái gì kỳ cục ghê. Nó trời tôi khờ, nói chuyện với ông tôi khờ luôn. Tôi lanh cỡ nào nói chuyện với ông còn khờ. Tại vì sao biết không? Ngồi nói chuyện với ông mình cứ gì nè. Không có thở. Nuốt vô bụng không à. Làm một tiếng đồng hồ mình nín thở một tiếng. Nín chứ không đủ khí á. Mặt khờ luôn. Tự nhiên tiếng hồ sao mặt vậy nè. Nghe ông nói chuyện chút mặt y gan. Cái mặt kỳ cục lắm. Nói sao mặt kỳ. Tôi khờ rồi đó. Ông mà nói thêm tiếng thì chắc tôi chết quá. Y gan vậy đó. Ý nhận Đức muốn nói với vị nghe siêng tu vậy đó. Mà cuối cùng ông bỏ. Nghĩ tu về đời. Về đời luôn. Ông về đời cái nhà cửa ông, cha mẹ cũng có của cải. Kêu cha mẹ ông bán của đưa cho ông. Chơi chứng phán. Dứt phát. Sạch của cải luôn. Và hôm xuống gặp Nhân Đức. Nói giờ tôi mắc phương hướng. Giờ tôi không biết tu cái gì. Nhân Đức nói thì niệm Phật đại thôi. Tu niệm Phật đi. Ông nói bây giờ tôi niệm cũng không vô luôn. Bây giờ ông chỉ tôi coi tu cái gì.
Nhưng Đức nói ông lên lóc nhà ông tu. Thì ông coi tôi mười mấy năm nay, từ khi biết ông tới giờ tôi tu cái gì? Niệm Phật không? Ông thấy tôi càng ngày càng phơ phớ không? Tôi ông bằng tuổi mà tôi trẻ hơn ông quá trời luôn. Còn ông tôi nhìn thấy gớm hơn cái gì? Bây giờ trong đạo cũng gớm mà đi ra đời nhìn ông cũng gớm. Sao kỳ cục, sao ông cứ mang cái tâm tiêu cực hoài? Bây giờ những cái gì học ngày xưa ông bỏ hết đi. Ông hạ mình xuống đi, ông nghe lời tôi, ông niệm Phật đại đi. Hai năm sau là ông thay đổi liền. Niệm Phật đi. Nói bây giờ sao cái trong tâm nó cứ nặng nề. Mình đi tu vì giảng đạo cho nhà thì không ai nghe. Nói, tôi bây giờ tôi cũng không nghe ông nói chứ nhà không. Tôi thiệt luôn á, bây giờ mình là người tu hành, mình phải làm cái gì mà đừng có làm phiền gia đình mình. Còn ông đi tu gì, ông lấy của cha mẹ, ông chơi chứng khoán thua hết trơn. Bây giờ ông kêu ông giảng đạo cho nhà ông nghe, khùng mới nghe ông á. Thôi ông lo ông giảng cho ông nghe đi, ông giảng cho đạo cho nhà nghe, làm gì cho nó mệt đi. Người ta đi tu, người ta không có làm phiền gia đình người ta gì chứ. Mỗi lần nhà lên, anh chị em khó khăn khổ, người ta còn có thể cho trăm bạc để mà đi tiền xe gì. Còn ông làm được cái gì? Ông về ông còn phá của cha mẹ. Mình bạn bè thân mình nói thẳng. Bây giờ ông nói người ta làm chi? Nói bây giờ ông nói người ta làm cái gì? Ông đừng nói nữa. Ông cứ niệm Phật đi. Lo tu. Nãy giờ nói chuyện giỡn hò. Ngược cổ. Nó nhớ nghe, mình nói không được người thân mình là do mình đó, do mình tu làm sao. Nên mỗi một người mình á, khi nghe đạo quý vị, xem lại mình, xem mình đó. Bây giờ mình đi tu xong mình về mình nói chồng mình ta không nghe mình, đừng nói nữa. Nói vợ không nghe, đừng nói. Cứ lo mình cho tốt đi. Lo mình tốt rồi lúc đó hả nói người ta. Mà khỏi nói người ta cũng học theo. Chắc chắn luôn. Thí dụ như bây giờ những người mà đi vô chùa này tu nè. Mình mà gầy dựng mình cho chắc đi. Một ngày nào tự nhiên cái người ở ngoài đời vô tìm mình nè. Ngoài đời vô tìm mình liền. Vì trong ngôi tam bảo là cái gốc nó chắc lắm mấy vị. Nếu như mà lo tu là chắc chắn như mấy cô. Nấu ăn bên Đại Tùng Lâm xong giờ này qua ngồi. Nghe chia sẻ Phật Pháp. Nên nghe chia sẻ Phật Pháp. Đúng không? Nó họ thích. Vậy thì còn trẻ gì mà nó phát được cái tâm này nó tu á là hay lắm quý vị. Giống quý vị thấy Diện Đức không? Ho xong Diện Đức nói chuyện hết ho. Ho người ta cũng mắc cười đúng không? Người tự tại ho cũng mắc cười. Ho thôi mà làm gì ai không ho. Đúng không? Giống như bây giờ mình tu đi, mình lên cao một chút, sững lại, giống mình đang nói chuyện nó ho, sững lại, tiếp tục nói cho mày hết ho, còn mày không hết thì chết, đúng không? Nếu như cả đời con người tu của mình mà gặp sự chướng ngại gì mình cũng tu tiếp tục, thì sao mà không thành Phật, đúng không? Do mình gặp chướng ngại mình không tu. Gặp trở ngại một chút là mình nghỉ tu. Nó chỉ cần khảo đảo mình là mình bỏ tu. Mình thất bại. Nên tất cả những người mà nghe đạo tu của môn Tịnh Độ này, gặp chướng ngại đừng có bỏ tu. Mấy cái đoạn ho này cũng giữ y nguyên. Nó mới làm nền cho giảng được nè, thấy chưa? Đúng không? Mình chơi vậy mới nhiệt tình chứ. Chứ đúng ra người ta đau khổ, nói thôi nay quý Phật tử đến cho mấy thầy thông báo.
Mà bữa nay chúng ta lễ Phật, niệm Phật, lễ Phật đồ này kia đúng không? Thì quý vị nói chắc thầy không mệt, hôm nay tu một bữa đi. Không, nhưng mà mình lên, mình nói chuyện. Mà từ xưa giờ quý vị biết những đức tới giờ, tổ chức cộng tu chủ nhật bên hộ pháp. À, bây giờ nói hộ pháp đi, chứ bên đây thì mới. Vì thấy có từng chủ nhật nào không có những đức không? Kinh khủng đi. Tính ra không biết bao nhiêu, mấy năm rồi ta? À, 9 năm rồi. Ghê không? 9 năm chờ mà chưa có một từng chủ nhật nào mà không có mặt nhân đức. Không bao giờ, không có luôn. Còn lễ, từ khi tổ chức lễ tới giờ, Dí Quan Âm tới giờ, bao nhiêu lần quý vị thấy có bao giờ nhân đức không lễ không? Chưa bao giờ không lễ. Ghê thì có lần bệnh đau lê lết qua lễ luôn. Mấy lần á, xây sẫm mặt mày nằm bên kia, tới giờ qua đi ngơ qua giảng pháp luôn. Giảng xong lại 500 danh hiệu luôn. Lại xong sức mồ hôi hết bệnh luôn. Ghê chưa? Nó rõ ràng mà. Đó là cái điều quý vị biết. Con người tu hơn con người ta là cái gì? Tâm quyết. Tâm quyết. Thường con người mình làm cái gì đấy quý vị, mà mình không có như người khác mà thành đạt như người ta là do gì phải không? Phân tán cái tâm. Học đạo cũng vậy. Nếu học được chuyên môn thì con người ghê lắm. Học nghề cũng vậy. Mà học chuyên môn thì thành công ghê lắm. Cái gì mà chuyên môn là thành công dữ lắm. Còn cái gì mà phân tán tâm là thất bại. Thí dụ như vị đang ngồi đây nghe pháp đi, trong lòng vị nghĩ ở ngồi ở đây gì chứ không biết cái nhà sao, cái nhà ở chợ. Bây giờ để cầm điện thoại điện coi gia đình sao vô nghe nữa. Tại vì nghe không được gì chứ nhá. Nhớ những cái này quan trọng lắm nè. Cái học chuyên á nó dữ lắm. Nó làm cho cái tâm mình cực kỳ mạnh luôn. Nó. Còn nếu như bị phân tán ra là yếu liền à. Nhận đức là cái dạng chuyên quý vị. Dạng chuyên. Nên quý vị biết rằng cái năng lực con người mình nó cao dữ lắm. Năng lực mình nó rất là cao. Nó có những lúc nó giống như một cái lực quay, mà nó có lúc mà nó bị trở ngại. Hãy kiên nhẫn. Nó qua cái trở ngại đó là nó thoáng liền. Đừng có sợ cái trở ngại đó. Cái trở ngại đó là một cái điều giúp cho mình có được năng lực. Cái sự trở ngại như nãy ho mấy cái là trở ngại một chút. Nhưng nếu bây giờ bỏ micro xuống thôi nghỉ thì mình chịu thua. Đúng không? Nếu bây giờ mà nó ho mà nó ọc máu ra thì kim cái cứu cái thao đem lại. Mình chơi luôn thử cái này sao. Đúng không? Chỉ có cái mạng này thôi mà. Nó chỉ có cái mạng thôi, sớm muộn cũng chết. Đó. Quý vị mà như vậy thì vì học Phật không còn gì phiền não nữa chứ. Không còn gì phiền não nữa chứ. Giết mà đi đến cái trình độ gì thì còn phiền não gì nữa giờ. Chỉ còn có cái mạng thôi. Nên quý vị thấy trong đạo những đức thí nghiệm rõ ràng. Có nhiều người ta nghĩ những đức cũng là người có tiền nhiều lắm quý vị. 100% trước ngôi tam bảo không có nhiều. Nhưng mà chịu chơi. Chỉ có đúng vậy thôi. Thí dụ người ta có 1 tỷ. Người ta chơi 500 triệu. Người ta chừa lại 500. Người ta cắt. Lỡ có chuyện gì còn 500 triệu. Những đức thì cái dạng khùng ba chợ. Đem ra 1 tỷ chơi sạch luôn. Chơi sạch nhất. Vì cái tin nó có nữa. Còn lỡ nó không có thì sao? Có thôi. Mình đã chơi hết lòng rồi thì lương tâm mình còn gì đâu ngại. Đúng không? Nên những đức là nó khác người ta là diễn vậy thôi. Nhưng mà thấy rõ ràng càng ngày phước càng tăng. Càng ngày phước càng tăng nghe. Mình nghĩ cuộc đời con người mấy chục năm ngắn ngủi quý vị. Những việc thiện, việc tốt làm được làm đi. Thiện, việc tốt làm được mình làm đi. Mình chờ mình chết chưa chắc có người làm. Mình là người đang phát tâm mình làm thì mình làm đi. Mình đợi người ta phát tâm mà chưa chắc.
Con cháu mình chưa chắc nó phát tâm, đệ tử mình chưa chắc nó phát tâm đâu quý vị. Nó nên những đức nói là tại sao mà chùa Hòa Thượng xây mà những đức nỗ lực dữ quý vị? Tại những đức thấy cơ hội, cái cơ hội độ sanh đó, là chùa Hòa Thượng xây này cơ hội lớn. Biết sao? Cái thời cuộc này cái gì mà lớn là dễ độ người ta. Đúng không? Công nhận không? Bây giờ nhiều người người ta vô đây á, tuy là chùa Hòa Thượng xây nhưng mà nói thầy đức quảng chúc, tự nhiên ta nghe pháp những đức ta vô đây á, qua đây gặp những đức nghe thôi, ngồi nói chuyện gì nó công nhận ông thầy này ông trẻ mà công nhận cái phước lớn thì ghê chậu, cái cảnh giới nó lớn thì ghê, đúng không? Đó là cái chỗ điểm mạnh cho những đức dễ độ sanh đó quý vị. Đó, còn nếu bây giờ những đức nói hô hào quá trời về ngôi chùa sập, đúng không? Không có chỗ ở, không có chỗ ngồi ăn cơm, sao nói mạnh được? Sao nói mạnh? Nên những đức nói những đức là có cơ hội. Cơ hội những đức lớn tới ghê mà nhờ Hòa Thượng xây chùa. Xây chùa bự bự kiểu này nè, dễ độ sanh. Nó gì nói mạnh dạng, nó coi ghè thang máy kia, đúng không? Nó. Mà quý vị biết không, chúng sanh mình tu tu cầu giải thoát, cầu giải thoát. Nhưng mà ở cái nơi mà lớn gì nè, đi thang máy đâu, mà con cái vô thăm hoặc bạn bè vô thăm cũng nở lỗ mũi, đúng không? Nở lỗ mũi chứ. Bây giờ nói thiệt chứ, mấy bà trưởng đoàn mà dẫn người ta đi tu đi, mấy bà dẫn người ta đi đến mà cái ngôi chùa bự đẹp đi, mấy bà cũng thấy hãnh diện chứ thì sao? Hãnh diện chứ. Đó, thấy không? Mình nói mạnh dạng bà lại chùa này, bà coi này nghe, nhà cửa gì đâu trời trời, chùa chiền gì đâu, thang máy không vợ bà mà ăn uống đầy đủ lắm, vui lắm. Mình nói mạnh dạng đúng không? Còn ví dụ như mình dẫn đến ngôi chùa mà sập sệt, rồi thêm cái ông thầy ổng than thở, mình dẫn người ta mình không có dám. Từ khi mình dẫn mấy cái người mà thuần thành dữ lắm, tôi nói mấy chị bữa nay mình đi đến ngôi chùa này nghe, thầy cũng khổ dữ lắm, cái gì giúp được thì giúp thầy đi nghe. Là mình dẫn vài người thuần thành thôi, biết thôi. Còn mình dẫn mấy người lạ lạ mà đâu có dám dẫn đâu. Thầy mình dẫn đến mà ông thầy ông ghen cái người ta bỏ chùa, nghỉ đi chùa luôn. Còn bây giờ như chùa này mới bị phái dẫn người lắm, vì bị nghe ông thầy này ông nói chuyện phóng phát, thoải mái, vui vẻ, có gì ăn cho ăn hết, nên quý vị phái dẫn người ta đi tu, đúng không? Những cái điều nói này là cái mẹo quý vị, cái mẹo mà chùa phát triển á, cái mẹo mà chùa phát triển á. Nó thí dụ như bây giờ chùa của mình nó cũ kỹ, sập sệt, người ta đến chùa mình ta tu, cầm micro lên, quý Phật tử ơi, chùa thầy thì nhỏ lắm, chùa chỗ ở chặt lắm các con, nhưng mà quý Phật tử về chùa thầy tu thì mừng lắm, vui lắm, về đây niệm Phật là thầy vui rồi. Bữa nay thầy có mua đồ ăn sẵn hết trơn rồi, nhờ phía sau nhà bếp nấu ăn, quý vị tu xong ở lại ăn cơm với thầy, nó có gì ăn nấy thầy trò mình cùng ăn. Nhưng mà bữa nay thầy mua đồ ăn cũng ngon lắm nghe, còn ngày mai thầy tính sao, chứ bữa nay là tính ra tiền này ăn là cả tuần á. Nhưng mà bữa nay thôi quý Phật tử là thầy dớt một bữa nay cho sạch luôn, thấy Phật tử vui là thầy vui. Trời trời, nói câu đó, cái câu đó nó không biết bao nhiêu cái ẩn ý bên trong, hiểu không? Nghe một phát vậy thôi, một là gì, ấn tượng thầy nhiệt tình quá, hai là gì, không móc ra cũng không được. Dìa đồn hoài nó công nhận thầy cũng vui ghê, thầy cũng nghèo nghèo mà ông nhiệt tình, công nhận thiệt, lần nào đến ông nhiệt tình à, cứ nấu đồ ăn cho mình ăn đồ này kia rồi tu cùng với mình là vui vẻ, nói chuyện không có một chút gì áp lực hết trơn. Trời ơi, sao con đến chùa thầy con phái quá thầy ơi. Thì một ta đồn mười, mười ta đồn trăm, người ta đồn giết rồi xây ngôi chùa bự chà bá chứ sao, đúng không? Chứ mà ta về chùa mình đừng có than, than người ta đi luôn á. Mình đừng có than, vì than là buồn. Ví dụ như bị gì phải buồn không? Ơi trời ơi, cả tuần nay bệnh hoạn gì. Ơi trời, bệnh hoạn tiền hết quý vị ơi, bệnh hoạn cái tuần lễ nay gạo em chùa cũng hết trơn. Thấy buồn không? Nó buồn chứ gì nữa.
chứ vậy mà nó buồn. Nhưng mà những đức làm vị mắc cười nghe, nhưng mà cái người làm thiệt vậy là buồn đó quý vị, buồn hiu à. Xong quý vị tu không an lạc hết chứ, thì không an lạc gì kỳ sao đến không, không an lạc đến không, không không an lạc ngu gì đến. An lạc mới đến chứ không an lạc đến làm chi, đúng không? Mà đã là không có con người thì lấy đâu thành công. Phải là rõ ràng câu người xưa nói không, ta vì thiên hạ giúp ta thành công, đúng chưa? Nên cái người nghèo mà muốn làm việc lớn á, là mình dám một hai keo mạnh tay rồi ngày mai ăn khô quẹt thì quý vị thành làm việc lớn đó, người ta vẫn nhìn được quý vị đó, chứ không giỡn đâu. Thí dụ như mình muốn làm việc lớn đúng không, tuy mình có nhiêu đây thôi mình đem ra ăn hết luôn, ngày mai quẹt 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 chơi vậy đó, vậy đó mà chúng ta làm việc lớn gì sao. Còn nếu như mà trường nhiêu đây để ăn 7 ngày thì mãi mãi quý vị vẫn là chỉ bao nhiêu đây để ăn 7 ngày thôi. Còn nếu quý vị muốn có một cái kho tàng lớn thì phải xả một nhiêu đây ra rồi sẽ có kho tàng liền. Đây là cái việc chính bản thân những đứa coi chúng chùa kinh nghiệm này 100% luôn, kinh nghiệm đó. Bây giờ điển hình thôi quý vị, những đứa nói lên để cho những anh em huynh đệ trong chùa mấy ông kinh nghiệm, mấy ông sống sau này ông có chùa chiền để ông giúp được người ta. Bây giờ quý vị nghĩ đi, cái điều những đức nghĩ gì quý vị nghĩ coi nó phù hợp không? Tại sao con em người ta những đức đủ gì chùa? Nít, tức lo cho nó ăn uống, mua sầu riêng, mua đồ ngon cho nó ăn không? Muốn cho nó ăn ngon không à? Mua một lần 7-8 triệu, cái chục triệu cho nó ăn. Vì nghĩ đi, tại sao quý vị biết không? Những đức hỏi quý vị làm cha làm mẹ, người ta nuôi con quý vị ú nu mập lù trắng tư, quý vị hẹp hòi với người ta không? Không bao giờ hẹp hòi, đúng không? Mà từ mấy đứa nhỏ này nè mà nó độ cha mẹ nó, cái lớp đệ tử quy độ bao nhiêu cha mẹ người ta chưa? Từ cái lớp đệ tử quy á, mà cha mẹ người ta đâu có nói đến chùa tu đâu, đến dẫn con đi học, đúng không? Nhưng mà trong cái lớp đệ tử quy lại xen vào và pháp vô, cuối cùng nó độ cha mẹ cái lớp đệ tử quy quá trời luôn, thấy chưa? Phải là cái tâm này nên cái phước lớn không? Cái tâm như vậy nên phước lớn đó. Những đức nói với vị có chùa chuyện, vị cứ thương con người ta cái gì chùa đi, con nít mùa hè nó lợi chùa vì nhiệt tình thương nó đi, vị lo cho nó đi, miễn sao vị nuôi nó mà mập mạp trắng trẻo là qua hè nó về là cha mẹ người ta cảm ơn cái vị, mà con người ta được ngoan chút thôi người ta cảm ơn biết nhiều nói. Vậy thì Phật tử này nó là của chùa mình rồi, đúng không? Đó, tính đường dài thêm là mấy đứa nhỏ này 10 năm sau nó ra trường đi học đi làm, thí dụ nó sẽ là những đứa hộ trì chùa, phải không? Gầy dựng cho con nít để hộ trì tam bảo, không hộ trì tam bảo này hộ trì tam bảo khác cũng được, mình chỉ cần có tâm đó thì phước mình rất là lớn. Tại sao nghĩ điều đó? Bây giờ có người hỏi sao mà kỳ cục ghê, chùa gì đâu mà đến nó chen chúc đến vui, đúng không? À, có những ngôi chợ mà tự nhiên người ta đến y y, có những chợ vắng que, cái nơi mà người ta đến đông người ta thấy vui, còn cái nơi mà leo que mấy người mình đến sợ ma nó. Nên mỗi một con người mình học Phật á, quy gom về cái quan trọng nhất là cái tâm lượng quý vị phải cho lớn. Hà Phật tử nhớ, học Phật là gì? Mở tâm lượng ra. Khi tâm lượng mình mà lớn rồi mình ít có buồn, 100%. Cái tâm lượng lớn ít buồn lắm. Quý vị xem lại ngày xưa bị buồn nhiều đúng không? Mà giờ còn buồn nhiều nữa không? Ai đây còn buồn người nào không đưa tay coi? Thử đưa tay coi. Có. Trong lòng còn buồn hẳn ai không? Đưa tay lên, lên đây biểu cái. Hiểu không? Mấy bà lạ thì thôi, chứ mấy bà quen quen đưa tán cái lộn mèo luôn. Tưởng tôi lên, lên dạy thiệt chiêu gì đừng hết buồn, đúng không? Lên đưa mặt đây,
tán cho một tán xiển điện cho mấy bà vừa tội. Tao đã nói bao nhiêu lần buồn dặn người là khổ mình, mà còn buồn nữa mà đưa mặt lên đây, dám đưa tay mới sợ, đừng nói chuyện giỡn, hiểu không? Người ta bao nhiêu chuyện trong chùa lo mà người ta gặp mình người ta còn tạo niềm vui cho mình kìa. Ho sạch sạch mà xong còn nói tiếp tục, đúng không? Nhìn từ đó mà học đi đó, phải không? Thì cái tâm ta nhiệt tình sao thì mới trả lại cho người ta vậy. Tại sao tu thì tu cùng thờ mà người thì được người không được, ăn thua cái tâm mình á. Học đạo mà mình phát triển được mình hay không là do bản thân mình nhìn nhận mà học. Chỉ cần mình mỗi ngày không buồn giận ai trong tâm mình là số 1 rồi. Nó thiệt luôn á. Cái gì bực bội nói vài câu xong bỏ đi. Nó thật sự ai mà không có cái bực bội. Bây giờ Nhân Đức nói thật với mấy cô ấy. Chúng ta tu niệm Phật cầu sanh cực lạc, cầu sanh cực lạc với ai mà không nhiều chuyện. Đúng không? Cái nhiều chuyện đây là cái bệnh chúng. Mà cái bệnh này mà bỏ đi là chúng ta chết. Mà bây giờ chưa có chết mà kêu không nhiều chuyện. Đúng không? Điều thứ nhất, tu thì tu chứ già trẻ bé lớn gì ai cũng muốn đẹp. Ai cũng muốn đẹp chứ đúng không? Bây giờ tôi hỏi ở đây ai muốn đẹp đưa tay coi. Thôi để tay chút đi. Nó nên đó. Bây giờ tôi hỏi thật lòng nè, ai ở đây còn nhiều chuyện đưa tay coi. Nói vậy thấy chưa? Nó thấy chưa? Cái này là chúng ta hoan hỷ. Vì còn sống ở cõi đời này thì phải nhiều chuyện. Nếu không nhiều chuyện thì chết. Hiểu chưa? Mà nhiều chuyện phải biết mình nhiều chuyện gì. Cái nhiều chuyện đó nó có lợi ích hay không? Nếu cái nhiều chuyện đó mà nó không có lợi ích một chút gì để cởi mở mình nữa thì thôi đừng nhiều chuyện. Còn nếu như mà nó bức xúc quá trong lòng mà không nói thì nó kìm cặp không nổi, ấm ức quá thì xì hơi. Thấy chưa? Ấm ức có biết chưa? Tức tối, nó tức một cái việc gì nó nói không được thì bắt đầu nói. Gặp ai đó, đủ duyên, chị ngồi xuống cho tôi chửi người đó một chập. Có chị tôi chửi một chập, mà tôi chửi người khác chị nghe giùm, hiểu chưa? Chửi xong rồi mà nói rồi xong rồi đó, thôi gói gọn lại liền ra Biển Đông, thấy không? Xong rồi đó, tôi xong rồi đó nghe chị, nhẹ sờn rồi đó, đúng không? Xì hơi bằng cách đó đó, thấy không? Rồi là xong, nó nhiều chuyện vậy đó, nhiều chuyện vậy mình cũng nhẹ một chút, chứ nói rằng là không nói, nó trong lòng nó tức, tức tối trong lòng hoài, thì thôi tìm cách để xả. Còn hoặc là nếu không có ai thì kiếm Nhân Đức nè. Chữ đi Nhân Đức ngồi nghe cho. Cứ là xem Nhân Đức như là cái người quý vị đang ghét á. Dùng cái thứ chữ tá lả hết trơn, cái xỉ vô mặt chữ. Xong Nhân Đức nói đủ chưa? Dạ chưa, chưa thì tiếp tục. Đủ chưa? Dạ đủ rồi. Vậy xong phải không? Rồi. A Di Đà Phật. Đúng không? Rồi. Nhớ nghe quý vị, phàm phu nè, thích đẹp nè, ham ăn nè, thích ngủ nè, nhiều chuyện nè, chăm chích nè. Đây là cái hương vị sống của cõi đời. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ đi nghe. Bây giờ tôi nuôi con người giết, bây giờ tôi kinh nghiệm đến mức mà tặng cùng luôn rồi đó. Bây giờ độ sanh mà đến mức mà tặng cùng rồi đó. Không có nói xả nữa. Mà nói gì niệm Phật đi. Những cái thứ đó ở cõi này không có xả được đâu. Cứ niệm Phật đi, niệm giết nó lạc. Thử đi rồi biết, niệm giết nó lạc. Niệm giết nó nhạt nhẽo với mình nè. Tự nhạt nhẽo à. Không muốn xả nó cũng xả nữa. Còn nó còn vậy cứ niệm Phật đi chứ đừng có buồn. Nói trời ơi đi tu hoài mà sao càng tu nó càng nhiều chuyện. Càng tu nó càng muốn đẹp. Càng tu nó càng ham ăn.
Nên tu có kết quả, nên nó có sức khỏe, nên nó nhiều chuyện. Chứ nó mà bệnh rồi nó lấy sức đâu mà đi nhiều chuyện. Rồi nó bệnh rồi lấy sức đâu mà ham ngủ. Rồi nó bệnh rồi nó lấy sức đâu ăn mà ham ăn. Quý vị coi, phải vì bệnh rồi quý vị, cái gì quý vị cũng buông xả không? Thử đi, thử mà cảm số bệnh yếu cái đi. Nằm làm mặt như nè. Ai gì đâu bà, ai gì đâu bà. Đem chuyện này chuyện kia là chị em nói chị nghe chuyện này đi vô cá rồi. Không nghe gì nữa chứ. Tao mệt quá à. Ai gì đâu bà. Nè chị đem đồ ăn nè, chị ăn đi chị, thôi nó ăn không nổi nữa. Ai gì đâu bà. Nè chị đem trang điểm cho chị, nó mới trang điểm. Gần chết mà trang điểm, cái gì mà trang điểm. Ai gì đâu bà. Phải không? Phải không? Nó đó. Nên con người người ta khi quá khỏe nên cũng mừng là họ có sức đi nhiều chuyện. Đúng không? Quá khỏe nên mới dành ăn cho. Quá khỏe nên dành ngủ. Đúng không? Quá khỏe nên muốn đẹp. Đó là do bị tu có kết quả nó mới được cái chỗ đó. Vậy được chỗ đó là được cái gì? Pháp trần. Được cái pháp trần, hiểu chưa? Mình tu là ít được cái pháp trần. Còn khi quý vị muốn đi đến cái chỗ mà pháp giải thoát thì những thứ đó tự nó nhạt nhẽo, nhưng nó đều phải có thời gian. Từ pháp trần nó có thời gian nó mới đi đến pháp giải thoát, hiểu chưa? Nên quý vị nếu nguyên lý này mà không hiểu, quý vị không có độ sanh được đâu. Chắc chắn quý vị luôn. Vì nói ra thì giống như là chúng ta nói chơi vậy thôi, chứ không có làm được cái gì chứ. Bây giờ những điều những đức nói ra, tất cả các cô hay Phật tử khắp nơi nghe thấy trong tâm thoải mái lắm. Ồ, thầy nói tu có kết quả, hiểu không? Nó. Rồi giờ những đức hỏi quý vị, thí dụ như bây giờ nội mà xuống nhà ăn mà chen nhau thôi, quý vị tu cũng có kết quả rồi đó. Pháp chàng, tại vì nó có sức. Chứ quý vị mà kiệt sức, quý vị chen nổi không? Đưa tới miệng còn không ăn, đừng nói chi mà chen lấy hộp cơm, đúng không? Đó, thấy không? Phải không? Rõ ràng. Đây là khi bệnh rồi là thấy rõ ràng luôn mà. Khi mà bệnh rồi mấy anh em lỡ nói chuyện này kia, đứng đi chút khác, nghỉ ngơi một chút, đúng không? Nhưng mà lúc khỏe, à là đây, gì? Chuyện gì không? Sao? À, vậy hả? Gì? Chết vào trời biết. Nói tiếp, cái gì? Gì? Nói tao nữa. Chết chưa tao? Tiếp tục nói tao nghe. Mà khi mình bệnh á, lỡ nói mình nói. À, đi. Ai với đâu vợ? Đừng có nói nữa, tao mệt lắm. Phải không? Đó, vậy thì quý vị đạt được pháp chẳng nên khỏe. Thấy chưa? Tu đạt được chỗ đó nó vui vui vẻ luôn mà trong cái pháp chẳng. Nhưng mà khi đạt cái pháp giải thoát á thì quý vị biết sẽ đạt được pháp chẳng luôn. Đạt được cái pháp giải thoát là đạt được cái pháp chẳng luôn. Là giải thoát mà có thì cái kia có hết luôn. Nhưng nếu chỉ hướng đến pháp chẳng không thì Phật pháp cũng cho quý vị được chỗ đó nữa. Là gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp cho quý vị để thâm nhập Phật pháp mới đi đến pháp giải thoát đó. Chứ nếu không mà nói mấy bà đi vô chùa mà nhiều chuyện nhiều điều này kia, đừng có vô. Họ thấy họ nhiều chuyện quá nghĩ vô luôn, mà nghĩ vô chùa luôn mà cơ hội đâu mà để giải thoát, thấy chưa? Nên đi về chùa mà nữ đông gì mà kêu nhiều chuyện sao được chảo, hiểu không? Phải nhiều chuyện nó cố gắng, hiểu không? Ông mà quý vị công nhận nghe ông thầy nói gì thấy thích, thích đúng quý vị? Đó. Bây giờ mình đi tìm hiểu hết đi, mình nói những điều này cô nào cũng thích chứ. À, con nghe thầy nói con thấy cái hợp căn cơ cũng đúng không?
Nghe thầy nói gì thấy hợp căn cơ con quá à, đúng không? Đó, thì ra là căn cơ mình chỉ có niệm Phật, đúng không? Nói hồi nãy tới giờ xin thưa quý vị rằng là quý vị không có cửa tu các pháp khác đâu. Vì cái căn cơ mình chỉ có tu pháp nhị lực thôi. Đó, là tín nguyện niệm Phật, còn nghiệp một đống. Nhưng do tín nguyện nên Phật tiếp giảng. Thấy rõ ràng không? Vậy thì quý vị có cơ hội rồi. Tại vì sao? Vì quý vị đang tu pháp niệm Phật. Có cơ hội rồi. Quý vị coi, phải Phật từ bi không? Một người niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà ở dưới biển 4 ngày 4 đêm mà Phật cứu. Quý vị nghĩ Phật từ bi cỡ nào chưa? Mà người này làm nghề gì? Làm nghề đi biển là sát sanh, đúng không? Mà niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Phật cứu. Quý vị đâu có làm nghề sát sanh đâu. Nhiều chuyện một chút mà. Phật cứu là chắc chắn. Hiểu không? Cứu là chắc chắn luôn. Nhiều chuyện hơn chút thôi. Ham ăn chút thôi. Ham ngủ chút thôi. Đâu có sát sanh gì đâu. Vậy quý vị niệm Phật là chắc chắn quý vị giảng sanh hết trơn. Hiểu chưa? Nhưng mà cái ham của mình phải thông minh. Để ham lớn một chút. Đừng có ham cái nhỏ quá. Như những đức cũng ham lắm. Nhiều thứ trong cuộc đời này những đức ham lắm. Nhưng mà những đức ngồi hỏi mình, đức hỏi vậy nè: mày ham chùa không? Ham. Chùa thượng đẹp quá. Mày ham đồ chúng ngưỡng mộ mày không? Ham lắm. Ham các cô đồ mà quý thích mày không? Ham lắm. Rồi mày ham ăn ngon mặc đẹp không? Ham lắm. Bây giờ sau những đức mới hỏi là: như vậy thì mày ở đây mày lấy được những thứ đó được bao lâu? Lúc đó tự nhiên nó dừng cái tâm lại. Dừng lại. Nói tuy là mày cũng khôn, mày ham, mày tham, nhưng mà ở cái cõi này mày có cầm được bao lâu đâu. Xong mình hỏi lại: vậy thì mày muốn lấy cái này lâu không? Muốn, muốn chứ. Muốn lấy cái này lâu. Muốn lấy cái, những cái này phải cho lâu. Vậy thì mày phải có thỏa mãn vô lượng. Nhưng mà ở đây thì thỏa mãn ngắn ngủi lắm. Vậy thì mày phải đi đến cái chỗ thỏa mãn vô lượng. Ở đâu? Cực lạc. Đúng không? Tham vọng của mình phải cho lớn. Muốn đạt được cái tham vọng này thì phải làm sao? Tín nguyện niệm Phật phải cho mạnh. Nếu như tín nguyện niệm Phật mà không mạnh thì sao đạt được cái tham vọng này? Bây giờ mình ở cõi này mình có đẹp nhất thời thôi. Có đẹp cỡ nào cũng đẹp nhất thời. Có trang điểm đẹp đi chăng nữa gì rửa mặt nó cũng trở lại bình thường. Nhưng mà ở cực lạc khỏi cần trang điểm luôn. Khỏi cần đánh kem, khỏi cần tha son, khỏi cần xịt dầu thơm. Trời, cái người ở cực lạc mới bị đứt gần họ, họ thơm mà không phải là chỉ có mình gần kế bên nghe đâu. Mà cái mùi thơm của người cực lạc nó sông hương á. Đi khắp mười phương pháp giới luôn. Cái mùi hương cực lạc á. Mà người mà ngửi được cái mùi hương đó thôi là phiền não tự mắc, bệnh hoạn tự tiêu. Ghê không? Còn mình ở đây cũng có hương lắm á. Mình mà ba ngày, một ngày không tắm thôi, mình cái hương của mình cũng ghê lắm á. Chị bệnh nghẹt mũi. Hiểu chưa? Nó tại sao mình không cái tham vọng nó lớn lên đi vậy? Tham vọng của mình là đi về cực lạc á. Để mình được cái sắc diện đẹp mãi không già. Được nhà cằn căn nào thì có căn nấy. Hiểu không? Rồi năng lực thần thông độ sanh thoải mái tự tại. Rồi muốn ăn thì 100 món đồ ăn dọn cho mình ăn. Tuổi thọ vô lượng.
Muốn đi đâu cũng được, vì sao không tham vọng chỗ này? Đúng không? Nếu như tham vọng chỗ này thì phải chịu khó chịu cực ở đời cõi ta bà này. Không mà cũng không có khổ gì đâu quý vị. Không có khổ gì đâu. Người niệm Phật của chúng ta không có khổ. Chắc chắn quý vị luôn. Quý vị hỏi như Đức đây có khổ không? Không. Cái khổ của con người là khổ tâm. Còn mình tâm không khổ thì sao khổ? Tâm không khổ thì sao khổ? Bây giờ quý vị đi hỏi đa phần các cô trong chùa mình, mấy vị đi hỏi các cô có khổ không? Không có khổ, đúng mấy cô? Không khổ gì đâu. Con chùa mình nè, ngồi sau lưng cười hiếp mắt kìa, khổ đâu khổ. Thì coi, rõ ràng không? Cái tâm mới là cái khổ. Còn cái tâm nó không khổ sao khổ? Đó. Nói là chịu khổ một đời ngắn ngủi, chứ thật sự không có khổ. Người niệm Phật cầu sanh cực lạc không có khổ. Chắc chắn luôn không có khổ. Đó, nên quý vị nghe không? Một bài chia sẻ Phật Pháp, nó trở về nguồn cho quý vị đó. Nó có nguồn gốc cho quý vị thấy không? Ban đầu thì nói về những điều kỳ diệu của Phật Pháp, xong nói từ từ dẫn quý vị đi đến cực lạc luôn. Phải không? Có nguồn gốc đúng không? Cứ nghe gì hoài thôi. Rồi đặt vấn đề quan trọng vô cùng đó là gì? Không có bù dặn ai mệt. Ai tham ai nhiều chuyện, ai cái gì mặc kệ người ta. Hiểu không? Nó được mà. Viết rồi mình thấy thoải mái ghê á. Ba bốn bà, năm bảy bà tập trung nói này nói kia, mình nói mặc ai nói ngựa nói kia. Còn ta cứ giữ như kiệt ba chừng. Thấy chưa? Rõ ràng không? Đó. Viết rồi mình giữ được cái tâm mình bình thường chứ. Kệ chị em nói gì nói. Còn ngày xưa mà ai mình nghe ai nói, mà ai nhìn mình á, người ta nói cái gì mà mình đi ngang mà ta. Thứ gì á? Ta biết mà nói tao. Sao mày biết? Ngang nhìn. Vô duyên không? Nói vô duyên kinh khủng chưa? Không, mấy bà vô duyên. Thấy không? Đừng có như vậy nữa. Vậy thì mình tự tải rồi. Nó vậy thì sao? Chúng ta là bệnh chung. Đúng không? Bệnh chung. Bệnh của chúng ta là bệnh chung nghe. Thì đừng có ghét cái bệnh chung này nghe. Phải thương nhau đó. Nhớ nè. Tham sân si chúng ta bệnh chung. Đa dạng tham, đa dạng sân, đa dạng si mê, chúng ta là bệnh chung. Hiểu không? Bệnh chung. Thôi đừng buồn nhau nữa nghe.